Nam mô của thầy giá, nam mô tham thầy giá, nam mô sang thầy giá. Và trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cái phán tắc. Sapati bandho bhagavato devaka sangho sangham namami. Nam mô Bồ Tát giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Ở gia nô được tái dương đức tam bảo cái phóng tác sinh ra họ cho chư tôn đức tăng và toàn lễ cho phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tăng quá trong phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta bước qua cái đề tài mới, tức là cái tuệ tu. Tuệ tu chữ khoa Pali gọi là Pavana Maya Banya. Thì trong bộ phân tích nữa, bộ quý con gái thì của Tạng Thắng Pháp có định nghĩa vậy: tất cả tuệ của vị đắc thiền chứng gọi là tuệ do tu tập, thì ký hiệu là quý con gái 324. Như vậy cái tuệ tu là chỉ cho vị chứng đắc thiền định. Thì trí tu được hình thành từ hai loại trí, tức là do suy tư rồi tiến hành tu tập thiền định và chứng đắc được thiền định. Và như là tiền thân của Bồ Tát chúng ta đó, có nhiều kiếp ngài không đi học, ngài không đi học, ngài không phải là kiếp nào ngài cũng được đi học ở kinh thành Takasila, mà có nhiều kiếp thì ngài không có đi học. Như điển hình giống như là tiền thân Bồ Tát ấy, là ẩn sĩ Ma Tăng Giá, tức là trong bổn sự Ma Tăng Giá đó số 497, thì ngài sanh vào cái dòng nô lệ, nhưng mà ngài không có được đi học. Thì có nhiều kiếp ngài không học, nhưng mà khi mà ngài xuất gia làm ẩn sĩ thì ngài cũng chứng đắc thiền định. Đây chẳng hạn, đây là một cái tuệ tu do suy tư mà hình thành. Cũng có những kiếp Bồ Tát học nghệ thuật ở thành Takasila, rồi sau đó thì ngài làm hạnh bố thí hết tài sản mình và xuất gia ẩn sĩ tu tập ở núi tuyết và chứng đắc thiền định. Đây là cái trí tu sinh lên do duyên học tập, do duyên học pháp vậy mà. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay cái trong kiếp sống chót của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, Sĩ Đạt Ta đó, thì trong cái kiếp này ngài có đủ ba cái loại trí này, tức là ngài cũng có loại trí tư, rồi trí văn, rồi trí tu. Thì giờ lúc là 7 tuổi nhân cái buổi lễ hạ điền của hoàng tộc Sắc Giá, tức là Thích Ca đó, ngài ngồi đây cõi cái trăm thiền định, ngồi đây cõi cái trăm đó, ngài cũng xiết chân, réo chân lưng thẳng và đặt niệm trước mặt. Lúc có 7 tuổi thôi ngài đã chứng được cái sơ thiền. Đây là cái trí tu được hình thành do duyên trí tư, tức là tự nhiên mà suy nghĩ ra rồi để mà thực hành. Rồi thứ hai là khi mà Bồ Tát xuất gia thì trên đường đi tìm đạo giải thoát đó, ngài tìm đến đạo sư Alara Kalama. Tức là đạo sư này tên Alara nhưng mà người Kalama, người thuộc bộ tộc Kalama, thì vị này dạy cho ngài chứng đắc tới tầng thiền vô sở thủ xứ. Rồi sau đó ngài lại đi đến nội giáo nơi đạo sư Uraka Karama Buddha. Nếu Uraka cũng được mà Uttaka cũng được, nhưng thì Uraka Rama Buddha và ngài thành tựu được cái thiền phi tưởng, phi tưởng, tức là thành tựu được cái thiền định là tầng cao nhất, là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì do lời dạy của đạo sư Uraka Rama Buddha, thì ngay cái trong cái hiện tại này ngài có ba cái loại trí rồi. Lúc mà chưa có giải thoát đâu thì ngài cũng đã được ba cái loại trí rồi. Trí tư khi mà ngài chứng quả
Thì Yến Lắc Tha thì xác định ở cái lúc mà lúc này là 7 tuổi. Rồi Trí Văn là ngày do nghe hai vị đạo sư Alara Kalama và Uraka Ramaputta họ chỉ dạy ngày chứng đắc tới thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng do nhờ học tập về ngài đã tu tập được đó là cái trí tu như vậy. Thì cái loại trí tu này hình thành do duyên Trí Văn như vậy nha. Vì sao thì tự Bồ Tát cũng suy tư và tìm ra con đường giữa, tức là chữ Bali là Macchima Patipada, nghĩa là Macchima Patipada cho hàng này. Thì ngài thực hành theo cái con đường giữa đó là chứng đắc được vô thượng chánh giác. Như vậy là trí tu được hiểu rộng ra, rộng rãi ra là bao gồm trí trong thiền chỉ tịnh và trí trong thiền minh sát. Thì trong bản sẽ giải kinh Băng Chi ký hiệu là A, tức là Anguttara Nikaya Thakkara đó, thứ hai, cái đoạn 41 thì có giải thích về hai loại thiền chana này. Tức là thứ nhất là sự chú ý đến thiền cảnh, tức là Aramana, Aramana hay là Aramanubha Nichana. Thì chữ Ubha Nichana là cái sự chú ý, cái sự quan tâm. Ở đây chỉ cho cái thiền chỉ tịnh Samatha Chana, gọi tắt là cái thiền cảnh. Bởi chữ Aramana có nghĩa là cảnh hay là đối tượng. Thì cái loại thiền này chú ý vào một cái cảnh thôi nên được gọi là thiền cảnh hay là cái thiền chỉ tịnh. Rồi thứ hai là sự chú ý đến thiền tướng, chữ Bali là Lakkhanubhanicchana. Đó là loại thiền mà chú ý quan sát về cái tướng trạng của các pháp hữu vi. Mình đó là quan sát cái tướng trạng gì? Là cái tướng trạng về vô thường, khổ, vô ngã. Thì ba tướng này dựa vào cái gì mà để khởi hiện lên? Thì ba tướng này nó dựa vào danh sắc và hữu vi mà khởi hiện lên thôi. Thì được gọi là cái thiền quán sát. Hay là chữ Bali gọi là Vipassana Chana đó, mà chúng ta thường thường gọi tắt là thiền quán đó. Thì lại nữa, đạo quả siêu thế cũng được xem như là một xuất phát từ cái thiền Vipassana này. Và thiền này được gọi tắt là cái thiền tướng. Như vậy chúng ta có hai cái loại thiền. Một là thiền cảnh, tức là thiền chỉ định. Nên thiền chỉ định gọi là thiền cảnh, chỉ định cũng được. Rồi mình gọi là thiền cảnh cũng được. Bởi vì nó chú ý vào trong cái cảnh thôi. Còn một cái thiền thứ hai nữa, tức là gọi là tiền tướng hay tiền Vipassana. Thì chúng ta có hai loại tiền như vậy. Và trong hai loại tiền này thì được xem như là trí tu. Nhờ có tu mới thấy được những cái tâm tướng đó, nhờ có tu mới chứng đắc được thiền định. Thì cái trí trong cái khi mà tu tập này, chứng đắc được thiền định này thì được gọi là trí tu. Thì trong tập trường bộ 3 bài kinh thập thượng đó, tức là Vasuttara Sutta đó, thì ngài Sariputta đã có dạy rằng thì có hai pháp cần nên tu tiến, tức là Pavana. Tiến là Pavana, đó là gì? Đó là tu tiến chỉ tịnh là Samatha Pavana. Thứ hai là tu tiến minh sát, tức là Vipassana Pavana. Thì trong tập Tăng Chi chương hai pháp đó, cái phẩm người ngu, phẩm thứ ba, phẩm người ngu ký hiệu là A159, bài kinh số 10 đó, Đức Phật có dạy rằng người này có hai pháp này các tỳ khưu thuộc thành phần minh. Chữ Bali gọi là Vicca Phagiya Amma. Vicca là minh, Phagiya là thuộc về phần, Amma là hai pháp thuộc về phần minh. Và thế nào là hai? Tức là chỉ, tức là Samatha, và quán là Vipassana. Tức là trong cái sự tu tập có hai cái loại là thiền chỉ và cái thiền quán. Thì Đức Phật ngài dạy như vậy. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng chỉ tịnh là tu tập này các thiền khu chờ đợi lợi ích gì? À, khi mình tu tập chờ chỉ định á, tức là khi tu tập thiền định, thiền định á, thì mình chờ đợi lợi ích gì? Thì Đức Phật ngài đã dạy rằng là khi mà tu chỉ thiền chỉ và tu tập này các thiền cư
chờ đợi để gì là tâm được tu tập. Cái tâm mình được tu tập lên, gom cho tâm mình nó được nhạy bén lên. Thì nếu mà ngày giả tiếp là tâm được tu tập nữa thì chờ đợi lợi ích gì? Lại là một câu hỏi thứ hai. Thì tâm mà được tu tập nó chờ đợi được cái lợi ích gì? Thì nếu mà ngày giả rằng cái gì mà thuộc về tham, thì cái gì mà thuộc về tham dục á, thì cái đó được đoạn tận. Tức là mình tu tập thiền chỉ tịnh thì cái điều gì mà thuộc về tham dục thì cái điều đó sẽ được đoạn tận. Nhưng đó là cái lợi ích do của sự tu tập về thiền chỉ tịnh. Rồi thiền quán được tu tập này, các thầy cô được chờ đợi lợi ích gì? Thì Đức Phật ngài giải rằng cái thiền quán mà được tu tập á thì được chờ đợi là tuệ được tu tập. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp là tuệ được tu tập á thì chờ đợi lợi ích gì? Thì cái gì thuộc về vô minh được đoạn tận. Như vậy Đức Phật ngài dạy là khi mà người mà tu tập về thiện chỉ thì đoạn trừ được tham dục, và người mà tu tập được tuệ quán thì người đó trừ diệt được người vô minh. Cho nên thấy là cái lời dạy của Đức Phật ngài rõ, dạy rõ ràng là định và tuệ được tu tập, tức là thiền chỉ tịnh và thiền minh sát được tu tập như vậy. Và do vậy thì do bị cái bạn nghĩ giải tiếp này là bị tham làm ý nhiễm này, các thầy cô tâm không được, không thể giải thoát được. Nói khi mà cái tâm tham mà nó bị nó xen lẫn vô, tham mà xen lẫn vô thì cái tâm này bị quấy nhiễm, mà khi mà lời tâm này bị quấy nhiễm á thì tâm không thể là giải thoát được. Hay là bị vô minh làm quấy nhiễm thì tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham là tâm giải thoát, và do đoạn tận vô minh là tuệ giải thoát. Như vậy tuệ tu là chỉ cho sự thành tựu thì chỉ tịnh và thiện minh sát là ý nghĩa này. Thì người có cái tuệ văn, người có tuệ văn tức là học hỏi nhiều đó, học hỏi nhiều kinh điển, học hỏi nhiều Phật ngôn, học nhỏ nhiều những bản sứ giải vân vân. Thì người có tuệ văn cũng giống như người có cái bản đồ để mà được đi tìm được cái kho tàng, thì có những cái bảo vật trong cái kho tàng đó, mà tìm thấy những bảo vật kho tàng đó thì người đó sẽ được tài sản lớn, mà cái tài sản lớn đó chính là thánh sản, chẳng hạn như vậy. Thì người có tuệ văn cũng ví như người có cái bản đồ để đi tìm kho tàng. Còn người có tuệ tư thì ví như người có một cái trực giác, nơi này có kho tàng. Tức là hai người cùng đi tìm kho tàng, nhưng mà người có cái tuệ tư đó thì họ có trực giác, cái này nơi này là cái kho tàng. Còn người cái trí văn nó giống như người mà có được cái bản đồ để mà đi tìm cái kho tàng như vậy. Cho dù rằng là tuệ tư hay tuệ văn nó đều phải có cái sự thực hành, cái sự thực hành nó mới là cái điều quan trọng. Cũng giống như người biết trực giác ở đây có cái kho tàng, hay người cầm được bản đồ và đến đây có kho tàng, thì người đó cũng phải đào nên mới có thể mà có được cái kho tàng đó. Cũng vậy, cái sự thực hành là tuệ tư, xin lỗi, tuệ cái sự thực hành đó là tuệ tu mới có thể nhận được cái kết quả tốt nhất. Và tuệ tu minh sát chỉ hiển lộ, ta nhớ rằng cái tuệ tu minh sát á nó chỉ hiển lộ rõ ràng vào thời có giáo pháp của Đức Chánh Giác mà thôi. Nhưng mà cái tuệ văn thì có thể, tức là cái tuệ mà về thiền chỉ đó, nó có thể hiển lộ ở ngoài cái giáo pháp của Đức Thế Tôn bằng cách nào? Bằng cách là có những vị sa môn hay bà la môn có cái thiền tịnh được rồi dạy lại cho học trò, và học trò cũng có thể nhờ đó mà chứng đắc được cái thiền định như vậy. Như trong cái thời mà không có giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta cũng có nhiều vị đạo sư cũng chứng đắc được thiền, tới thiền phi tưởng, phi vi tưởng, giống như đạo sư Kalasita chẳng hạn các bạn, tức là A Tư Đà cũng chứng được thiền phi tưởng, phi vi tưởng vân vân. Cho nên nhưng mà cái thiền minh sát này chỉ có trong cái thời của Đức Phật Chánh Giác thôi, và nói như vậy có nghĩa là
thì mới sáng này chị đi huyển lộ cho cái trí tuệ của vị chánh đẳng giác mà thôi. Trong đời không có giáo pháp của chánh đẳng giác, cũng có những vị Phật tổ giác thành tựu được cái thánh quả A La Hán, nhưng không làm hiển lộ được cái trí quan sát này, tức là trí quan sát này. Cho nên chúng ta mới nói nè, và tuệ tu minh sát chỉ hiển lộ rõ ràng và thời có giáo pháp của đức chánh đẳng giác mà thôi. Người có cái tuệ tu ví như người đã trải qua một cái hành trình đi đến kho tàng châu báu đó. Còn người có tuệ văn tuy biết rõ nhưng mà không biết hết những chi tiết về thực trạng của cái pháp hành, và do đó có hành pháp mới nắm bắt được những rõ ràng cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Giờ không thì chúng ta chỉ hiểu qua một cái trí văn mà thôi. Như vậy như là trong cái Tương Ưng Kinh tập 3 thì hạ hoạt chương Tương Ưng Uẩn bài kinh Tức Xá, ký hiệu là S3 106, thì Đức Thế Tôn này dạy cho Tôn giả Tức Xá. Tôn giả Tức Xá là cháu trai của ngài, tức là cháu của vua Bình Sa Dương, xin lỗi, cho cháu của vua Tịnh Thoạn Dương, mình cũng đồng thời là cháu của ngài theo giai cấp như vậy mà. Thì là đó là cái cháu và cháu trai của ngài. Và ngài dạy rằng ví như này Tức Xá có hai người, một người giỏi về đường xá, một người không giỏi về đường xá. Thì trong hai người này thì người mà không giỏi về đường xá thì hỏi người giỏi về cái đường xá, thì người ấy là trả lời rằng hãy đi này bạn, đây là cái con đường, hãy đi theo cái con đường này đến một thời gian, sau khi theo con đường ấy trong một thời gian thì người sẽ thấy một cái con đường chia làm hai. Ở đây hãy bỏ cái con đường phía bên tay trái và lấy con đường phía bên tay mặt, rồi theo con đường ấy đi theo một thời gian. Sau khi đi theo một con đường ấy một thời gian, người sẽ thấy được một khu rừng rậm, thì hãy theo con đường ấy theo một thời gian. Rồi sau khi đi theo con đường ấy một thời gian, người sẽ thấy một cái đầm nước lớn. Hãy theo con đường ấy một thời gian nữa, thì người sẽ thấy được một vực nước sâu. Rồi hãy đi theo con đường ấy một thời gian nữa, thì sau khi theo một thời gian thì ngươi sẽ thấy một khoảnh đất bằng ai. Đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả Tức Xá là như vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy đây là cái ví dụ ta dùng này Tức Xá để nêu rõ ý nghĩa, và ý nghĩa đó như sau: người không giỏi về con đường thì này Tức Xá ví cho kẻ phàm phu. Rồi người mà giỏi về con đường xá thì này Tức Xá ví như Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác. Con đường chia hai này Tức Xá ví cho cái trạng thái nghi hoặc, tức là có một thời gian có những hành giả hành một thời gian, giai đoạn đầu cũng theo thầy mà học tập hành nhưng mà không có tin tưởng vào thầy, rồi một thời gian sau cái phân vân nghi hoặc như vậy. Thì cái con đường chia hai này Tức Xá ví như trạng thái nghi hoặc. Rồi con đường bên trái này Tức Xá là ví cho tà đạo, rồi tức là tà đạo tám ngành á, tức là tà kiến, rồi tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Và con đường tay phải này Tức Xá ví như là cho chánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái con đường phía bên tay phải ví như cho chánh đạo, còn con đường phía tay trái là ví như cho tà đạo. Rồi khu rừng rậm này Tức Xá là ví cho vô minh. Rồi đầm nước lớn này Tức Xá là ví cho tham dục, do các dục nghe như vậy. Rồi vực nước sâu này Tức Xá là ví cho phẫn nộ và u não. Rồi khoảnh đất bằng phẳng này Tức Xá ví cho niết bàn. Thì sự học hỏi thì chúng ta sẽ hiểu biết là như vậy, nhưng mà khi mà thực hành á thì vị hành giả mới nhận biết được là thế nào là nghi hoặc, thì cái trạng thái nghi hoặc như thế nào,
Thế là trong cái văn á, thì nó khi thực hành một thời gian sẽ gặp một con đường hai ngã rồi biết cho nghi hoặc, nhưng một khi mà mình thực hành á thì mình mới biết rõ được là cái trạng thái nghi hoặc như thế nào, và lúc đó là mình sẽ đi theo cái con đường nào. Cho nên trong thức tịnh có một cái phần được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là biết rõ đây là cái con đường dẫn đến thanh tịnh và đây không phải là con đường dẫn tới thanh tịnh, cho nên gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Như vậy tri kiến thanh tịnh, cho nên cái nghi hoặc nó khởi lên như thế nào để mà mình biết. Thì chỉ có những người đi qua pháp hành mới nhận thức được cái trạng thái này là cái trạng thái nghi hoặc, là trạng thái này là cái trạng thái nó không có quyết định được. Chứ còn khi mà trí văn á, thì chỉ nói cái đó là trạng thái nghi hoặc, nhưng mà nghi hoặc như thế nào thì không thể trả lời được. Rồi thì thế nào là phải thực hành như thế nào để vượt qua được nghi hoặc, thì cái người mà thực hành được rồi mới biết đối với nghi hoặc này phải thực hành cái pháp nào để mà vượt qua. Thì khi mình khi nghi hoặc á thì mình phải dùng cái pháp này để trị cái nghi hoặc. Nghi hoặc nó chính là pháp tính, tức là mình nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà mình tin theo lời dạy của Đức Phật, chứ không có tin những người mà nói không có đúng kinh điển cái hạn vậy. Chúng ta cái đặt niềm tin ra lời dạy của Đức Phật là như vậy để mà vượt qua những cái nghi hoặc đó. Thì khi mà đi gặp cái khu rừng rậm được ví như vô minh, nhưng mà vô minh nó khởi lên như thế nào và chúng xuất hiện ra sao, và cách vượt qua khu rừng nó được mà được cái khu rừng mà được quý như vô minh đó thì bằng cái phương pháp nào, họ chỉ cho những người thực hành mới nghe cái đó mới biết rõ cái cách thức mà để vượt qua mà thôi. Chỉ có thực hành pháp mới nắm rõ ràng các điều diễn tiến như vậy, những cái chướng ngại như vậy và cách xảy ra như vậy, pháp học chỉ nêu cách ngắn gọn đại cương mà thôi, chứ không có nói là những cái tình tiết nữa. Cũng giống như cái pháp mà cái người mà biết được họ đi từ đây đến Sài Gòn phải qua những cái chặng đường như vậy, nhưng mà qua ví dụ qua từ Vũng Tàu lên Sài Gòn nó phải qua Bà Rịa, rồi nó qua phải qua Phú Mỹ, rồi nó qua Long Thành nó lên cao tốc, nhưng mà lên cao tốc như thế nào, nó đi như lên cao tốc như thế nào, cái người đoạn đường trên cao tốc nó ra sao, thì chỉ có những người mà đi được trên con đường đó mới biết được những cao tốc nó là như vậy, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái pháp học cũng ví như là cái biểu đồ để mà mình thực hiện, còn sự thực hiện nó chính là cái trí tu như vậy. Và pháp học nó chỉ đi một cách ngắn gọn đại cương mà thôi. Do vậy trong cái tập mà sáng giải kinh Pháp Cú ký hiệu là Thông Má Bà Đá Thái Cà Tha 1-7 thì có nêu lên như vậy. Cái phận sự ở trong cái giáo pháp này là có bao nhiêu, tức là trong cái cầu kỳ ngôn thứ nhất đó, cầu nhau nói về ngài Chắc Cú Bà Lá đó, thì ngài Chắc Cú Bà Lá mà hỏi thầy Tế Độ mình đó là cái phận sự ở trong giáo pháp này rồi có bao nhiêu phận sự. Thì cái chữ phận sự cái chữ Bali là Phú Rá, thì phận sự trong giáo pháp này Đức Phật chỉ có hai thôi. Nếu là vậy thầy Tế Độ của ngài Chắc Cú Bà Lá đó mới nói rằng nên là phận sự ở trong giáo pháp này của Đức Thế Tôn chỉ có hai thôi. Thứ nhất là học pháp, tức là chữ Bali là Danh Thá Phú Rá, tức là nghiên cứu học hỏi thông thuộc cũng là học ngôn. Đây là một phận sự thứ nhất. Một phận sự thứ hai là hành pháp, tức là Vipassana Phú Rá, là thực hành theo lời dạy của Đức Phật, nỗ lực rèn luyện thân ngữ ý để đạt tới sự giải thoát như chứng đạt A La Hán như vậy. Thì chúng ta có thấy rằng cái phận sự ở trong cái giáo pháp này học và hành, chứ không phải mình nương theo một cái không được, chỉ học không mà không hành thì không được, mà hành mà không học cũng không được, phải học mà hành, dù ít hay nhiều cũng phải học, học cho mà phải hành. Nó trong đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong hai cái phận sự ở trong cái giáo pháp này.
Thì ở trong sớ giải Kinh Pháp Cú câu kệ số 19-20 có nêu ra cái mẫu chuyện như sau. Thì ở đây chúng tôi chỉ tóm lược thôi. Thì hồi ấy trong cái thành Sa-quý-thi có hai vị công tử là bạn thân với nhau. Cả hai đều xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật. Sau khi mà thọ giới tiền khu mà thông thạo được giới luật rồi đó, thì một vị theo cái con đường pháp hành, nó thọ trì hạnh thú tăng giá ở trong rừng, đi thức thực để sống và mặc y củ rách. Vị ấy tinh tấn hành pháp và chứng đạt được thánh quả A La Hán. Còn vị kia thì theo con đường pháp học thì trở thành là một vị pháp sư có danh tiếng, có tài học rộng, thông thuộc tam tạng, là một vị thầy của 18 hội chúng rất đông đảo. Thế rồi, khi trưởng lão pháp hành đã trở về cái đại tự Chư Tá Quán Á để đảnh lễ Thích Thế Tôn, thì luôn nhân tiện đó ngài ghé qua thăm, ghé qua cái điều thất của vị bạn mình là trưởng lão pháp học đó, để thăm hỏi rồi gửi y bác của mình, sau đó mới đi ý kiến đến Đức Thế Tôn. Thì vị pháp sư này muốn chất vấn cái vị pháp hành, nghĩa là muốn gây khó dễ cho vị pháp hành bằng những cái pháp học của mình, tức là sở trường của mình như vậy. Thì nơi hương thất Đức Thế Tôn biết được cái ý không tốt của vị pháp sư này, mà nên nhớ là vị pháp sư này là người rất có giới hạnh nha, chứ không phải là người không có giới hạnh đâu, rất có giới hạnh, nhưng mà do cái kiêu mạn bởi pháp học của mình cho nên muốn chắc chắn cái vị pháp hành. Dĩ nhiên vị pháp hành đâu có không thuộc kinh điển nhiều bằng vị này đâu, ngài thực chứng mà, cho nên biết được cái ý không tốt của vị pháp sư này, nên Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng nếu để cho tỳ khu này mà làm khổ con Như Lai, cái danh từ con Như Lai nó muốn chỉ bậc A La Hán đấy, nếu để tỳ khu này mà làm khổ con Như Lai thì tỳ khu ấy cũng phải rơi vào khổ cảnh là địa ngục nha. Vì đồng bi mẫn với vị pháp học, Đức Tôn muốn nhấn mạnh ở chỗ này là vị pháp học á, tuy là có cái ngạo mạn như vậy nhưng mà giới hạnh của ngài rất là thanh nghiêm, rất là tốt đẹp, nhưng mà ngài không có bỏ công ra hành pháp thôi. Lý do là sao? Tại vì là vị thầy của 18 cái hội chúng, mỗi một hội chúng rất là đông đảo, cho nên bị bận rộn trong cái sự mà dạy dỗ cho những cái hội chúng này, cho nên không có chịu hành pháp. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới ngự đến nơi hai vị tỳ khu bạn đang ngồi đàm đạo với nhau. Mà Đức Thế Tôn đi tới thì ngồi vào cái chỗ ngồi được so sánh, tức là khi mà đi Đức Thế Tôn đi đến nơi nào thì nơi đó cũng đã có một cái chỗ ngồi được soạn sẵn cho Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì thời ấy các vị tỳ khu mà ngồi mà luận đạo với nhau bất cứ ở nơi nào cũng đều soạn sẵn một chỗ ngồi, phòng khi Đức Thế Tôn đi đến là có cái chỗ cho ngài an tọa liền. Như vậy vậy Đức Thế Tôn khi an tọa xong, ngài hỏi cái vị pháp học về những cái pháp hành, như là cách hành sơ thiền ra sao, nhị thiền ra sao, tam thiền như sao, cái này vậy, hoặc là hỏi những cái trạng thái về pháp hành, hành vipassana ra sao, vân vân. Thì vị pháp sư trả lời không được. Nhưng bởi vì về cái lý thuyết thì giỏi nhưng mà về thực hành thì không được. Nó cũng tựa tựa giống như một cái người rất giỏi về những cái công thức nhưng mà đụng cái bài tập đó thì không biết cách làm, cái này như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật Tôn ngài hỏi cái vị trưởng lão về pháp hành, thì vị trưởng lão pháp hành trả lời thông suốt về cái trạng thái chứng đắc, chứng đắc thiền như thế nào, chứng đắc được cái tâm tướng như thế nào, vân vân. Thì ngài trả lời rất là chính xác như vậy. Và Đức Tôn hỏi về sự chứng đắc dự lưu đạo, thì cái trạng thái dự lưu đạo ra sao, thì cái vị pháp hành này trả lời là trạng thái dự lão là như vậy như vậy. Thì khi đó Đức Thế Tôn ngài tán thán sà phú nhìn. Rồi tiếp theo thì Đức Thế Tôn hỏi về cái trạng thái chứng đắc nhất lai đạo, thì vị pháp hành cũng trả lời cái trạng thái chứng đắc nhất lai đạo là như vậy như vậy. Đức Thế Tôn ngài mới tán thán là sà phú. Rồi tiếp theo Đức Phật ngài hỏi về cái trạng thái bất lai đạo,
thì vị pháp hành cũng trả lời rằng cái trạng thái tức là đạo là như vậy và Đức Thế Tôn ngài tán thán sa thủ sa thủ. Rồi sau cùng ngài hỏi tới cái A La Hán đạo thì vị chứng đắc A La Hán đạo cũng đã trả lời một cách thông suốt như vậy. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã tán thán sa thủ bốn lượt. Rồi sau khi cho cái vị pháp hành, sau khi vị pháp hành đã trả lời đúng về cái mối liên hệ giữa các thánh đạo thì sự chứng đắc ra các thánh đạo. Rồi tiếp đến Đức Phật Thế Tôn ngài thuyết lên hai cái câu kệ kệ ngon, câu kệ kệ thứ 19 và câu kệ thứ 20. Thì câu kệ đó như sau: là Bá Phum Bí Dê Sang Hí Tá Ba Sát Mano Ná Tắc Ca Rô Hô Tí Ná Rô Ba Mát Tô Gô Bá Gô Bô Quá Ga Vô Gá Ná Văn Bá Rê Sàn Ná Ba Gá Hoa Sa Măn Nhắc Xá Hô Tí. Thì ngày bên trong ngày dịch là: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Đó là câu kệ thứ 19. Câu kệ thứ 20 là Áp Văn Bí Chê Sanh Thiết Tá Pa Sát Mano Pa Mát Xá Hô Tí Anu Tham Mát Chà Ri. Ra Ganh Chá Đô Sanh Chá Bá Hà Giá Mô Hằng Sâm Mắt Bá Cha Nô Chú Quý Mút Tá Thích Tô Á Nô Ba Đi Gia Nô Ý Thá Hoa Phú Răng Hoa Sá Phà Gá Hoa Sa Manh Nhát Xá Hồ Tí. Thì ngàn trong ngày dịch là: dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, giữ phần sa môn hạnh. Đó là hai câu kệ 19 và 20. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa sâu thẳm ở trong hai câu kệ này. Thì ở chữ Ba Hum Bí, nó từ chữ Ba Hú là nhiều cộng với Á Bí là như vậy. Rồi Chê là nếu, Sanh Hí Tá là chỉ cho cái kinh điển hay là giáo lý. Rồi Ba Sá Ma Nô là thường thuyết giảng hay là thường nói. Như vậy thì cái câu kệ ngôn đầu là Bá Hung Bí Chê Sanh Hí Tá Ba Sá Ma Nô là nếu mà tự hào nói nhiều kinh điển là chỉ cho người thích diễn thuyết và thích thuyết giảng rộng rãi, đúng không? Rồi tiếp theo câu thứ hai là Ná Tắc Ca Rô, thì chữ Ná Tắc Ca Rô nghĩa là không có làm điều ấy, là chỉ cho người không có thực hành pháp. Tức là mình nói ra một cái điều như vậy, nhưng mình dạy cho người ta một điều như vậy, nhưng mà bản thân mình không có thực hành cái điều đó. Ví dụ chúng ta thấy rất là nhiều nha, thì có những vị truyền giới cho Phật tử là Bát Quan Thế Giới là người không được ca hát múa nè trờn kèn, đúng không? Nhưng mà tự mình lên thất bỏ ca hát như vậy, cái người đó nói cái điều đó nó tắc ca rô, nói cái điều đó nhưng mà không làm, gọi là nó tắc ca rô, không thực hành cái điều đó. Ba mắt tá là một cái thuật ngữ nó có rất nhiều ý nghĩa, như là cái lơ là xem nhẹ, là coi thường, là quên lãng. Cho nên chữ Bá Mắt Tá này ngài và thượng minh châu thường dịch là phóng dật như vậy các bạn. Còn Áp Bá Mắt Tá thì được dịch là có niệm như vậy các bạn. Nhưng mà Bá Mắt Tá này là một cái thuật ngữ thông thường, nó không phải là một cái thuật ngữ chuyên đề. Thuật ngữ chuyên đề là phóng dật á, thì thuật ngữ chuyên đề đó với cái chữ nó là Quá Thất Chá. Còn cái Bá Mắt Tá là một cái nó cũng là cái ý như vậy thôi. Nhưng mà nó là một cái thuật ngữ rộng rãi chứ không phải một thuật ngữ chuyên đề. Thì cũng giống như cái người ở trong phòng thí nghiệm đó, mà về quá chất thì họ gọi là H2O thôi. Còn cái
thông dụng bên ngoài thì gọi là nước, chẳng hạn như vậy. Như thế nào cũng vậy, Út Thất Chá là một cái thuật ngữ chuyên đề, còn Ba Mắt Tô là một cái từ thông thường bình dân, thì nó có nghĩa là lơ là, xem nhẹ, coi thường, quên lãng, hay là kinh xuất, hay là dễ vui. Mà chúng tôi không hiểu cái từ dễ vui cái các ngài trước đây ngài dùng với ý nghĩa nào thì cũng không biết lắm, nó sẽ như một cái từ cổ như vậy. Thì cái từ Kavali là Na tắc ca rô hô tí Na rô ba mắt tô, tức là không thực hành, là người mà xem thường hay là xem nhẹ. Mà xem thường đây là xem thường cái gì? Là xem thường, xem nhẹ pháp. Cái người mà không thực hành pháp là xem như người xem thường pháp, xem nhẹ pháp và cái lơ là trong việc pháp như vậy. Mà khi mà mình dạy người ta một cái điều nào đó thì mình cũng nên thực hành cái điều đó như vậy. Nếu mình dạy ra Phật tử là bố thí thì mình cũng phải biết bố thí. Nếu mình cứ dạy người ta bố thí mà mình không có biết bố thí thì là không được. Mình dạy cho người ta có cái tâm rộng mở nhưng mà mình lại có tâm keo kiệt thì là không được. Tức là nát ca rô tí, nát ca rô, nát tắc ca rô nha, nát tắc ca rô tức là không thực hành cái điều đó. Cho nên nát tắc ca rô vô tí là không có thực hành, là không có thực hành cái điều đó. Nát rô bá mắt đô là cái người mà thường xem thường hay là xem nhẹ. Hai câu kệ trên này là chỉ rằng có hai cái hạng người, người thuyết nhiều kinh điển, giảng rộng sâu về giới luật, giảng rộng về pháp, nhưng người đó lại vi phạm đều giới, lại không có thực hành thiền định hay là thiền quán. Người mà tuy nghe nhiều, học nhiều kinh điển nhưng mà lại nhưng mà xem nhẹ cái sự hành pháp, không nhận thức được, không thực hành được những gì mà Đức Phật dạy, không thực hành những thiền tịnh. Và khi mà còn vô thường nó đến, tức là anicca lý quá xá đó, nó chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn bằng một cái con gà trống vỗ cánh thôi, tâm không định tĩnh được thì người ấy cũng rơi vào cái cảnh ngộ. Thì hai cái câu kệ ngon này Đức Phật ngài chỉ ra hai hạng người. Một hạng người thứ nhất là nói nhiều kinh điển, giảng thuyết rộng rãi về kinh điển mà không thực hành. Hạng người thứ hai nghe nhiều kinh điển, học hỏi nhiều kinh điển, biết rằng không có giảng thuyết thiệt nhưng mà tôi nghe trong kinh điển, hiểu nhiều kinh điển nhưng không thực hành. Thì do không thực hành về thiền chỉ hay thiền quán đó, thì khi mà cái phút mà vô thường nó tới, nó cái phút vô thường nó tới rất là nhanh, nó giống như là một thời gian ngắn như một con gà mà vỗ đôi cánh vậy đó. Thì khi vô thường đến, ánh cha với quá xá đó, một cái khoảng cách rất ngắn như là một con gà trống lỗ cánh thôi, thì tâm không được định tĩnh thì người đó sẽ rơi vào cảnh cổ ngay. Cho nên chúng ta thấy thì cái sự thực hành nó rất là đặc biệt như vậy. Và chúng tôi cứ nhắc nhở quý vị hoài là cứ nhớ là trước khi đi ngủ thì mình nhớ niệm Phật đi, niệm cho rồi cái tâm nó rơi rồi một phần thì nó rơi. Ít ra mình cũng phải tụng bài kinh Tam Bảo trong tâm mình, thì hoặc là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cái thể như vậy, để cho nó tạo một cái thuận cận duyên mà thực tế. Chứ cái nằm xuống rồi cứ nghĩ như mơ mộng mộng rồi ngủ, nó tạo ra một cái thuận cận duyên khác. Thì tiếp theo câu là gô bô quá. Chữ gô bô quá này đó là một cái hợp từ, nó là cái chữ là gô ba. Gô ba là cái kẻ giữ bò, cộng cho ý quá là như. Rồi tiếp theo từ ngữ là gavo. Gavo là cái trâu bò. Hai cái từ này nó có một sự khác nhau như khác biệt nhau, rồi chúng ta sẽ phân tích sau. Gá ná văn. Gá ná văn là một nhóm hay là một đàn, một cái tổ chức như thế vậy, một cái như một tổ chức. Bá đề săn là của người khác. Thì chữ gavo, gá ná văn, bá đề săn là đàn bò của người khác. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái từ. Nên tại sao cái câu trên Đức Phật này gọi là gô gô quá, tức là gô ba cộng với ý quá, lý như cái người chạy chăn bò.
Và ở đây này lại dùng thêm cái chữ gavo nữa, thì ở chữ go ở đây chỉ cho con bò đực nha, là con bò đầu đàn. Còn chữ goma là chỉ cho cái người chăn bò của mình thì gọi là cái chủ bò đó. Còn goba lá cũng là kẻ chăn bò, nhưng mà goba lá là kẻ chăn bò cho người khác để mà nhận cái thù lao như vậy. Thì chữ go ở đây thì hiểu là cái con bò chúa, còn chữ gavo là một cái đàn bò, để trong cái một cái đàn bò hay cái một đàn gia súc, thì trong cái đàn bò đó nó có thể là có những con bò đực, có những con bò cái, có những con bò đang lớn tuổi, những con bò con, những con bò đang có mang, hoặc vân vân, mình thấy như vậy. Thì cho nên nó chữ chữ gavo có nghĩa là một đàn bò. Còn cái chữ go là chỉ cho cái con bò chúa, cái bò đầu đàn đó. Thì cái bản chúng ta quay hiểu cái chữ Đức Phật này dùng rất là tuyệt vời. Cái go ba quá, tức là go bô quá đó, tức là go ba cộng với ý quá thì ví như cái người giữ bò. Chứ cái người giữ bò này là người giữ bò cho mình, tức là kẻ giữ bò của mình. Nhưng mà mình không giữ bò của mình đang giữ bò cho người khác. Thì con bò đây ví như là một cái sự hành pháp của mình. Mình dạy người ta hành pháp mà mình không hành pháp thì chẳng khác nào kẻ chăn bò cho người, trong khi bò mình không chăn. Mình dạy người ta hành pháp tức là giống như mình chăn bò cho người khác, nhưng mà cái con bò của mình, cái sự hành pháp của mình không có. Cho nên nếu mà ngày nó dùng chữ go bô quá, tức là như kẻ chăn bò mà con bò của mình có đó mà không giữ, mà dễ giữ ra gavo dễ gavo quên rồi người gá nó dân, gá nó dân nó để sang, tức là cái gavo nó gá nó dân có nghĩa là cái đàn bò của người khác. Cái đàn bò mình không giữ, mình không chăn, mình chăn bò cho người khác. Cho nên cái điều đó rất là lạ như vậy. Thì chữ gôi chúng tôi nói là cái gì, chỉ cho con bò chúa. Thì theo bản giới giải kinh Thánh Ý Giá thì trong số 8 với 38 đó, thì ký hiệu là SN3, tức là kinh số 3 của tập số 8 với 38, tức là tập kinh tập đó. Thì cái bò chúa, cái giải thích bò chúa có 3 loại. Một loại thứ nhất là Usapha. Đây là cái con bò chúa của, cũng là một loại bò chúa, nhưng mà nó là chúa của ai? Nó là chúa của 100 con bò thôi, gọi là bò chúa Usapha. Loại bò chúa thứ hai là Wasapha. Wasapha là loại bò chúa của 1.000 con bò. Còn Nisapha tức là bò chúa của cả 100.000 con bò. Như vậy bò chúa có 3 loại. Một loại thứ nhất là Usapha, thứ hai là Wasapha, và thứ ba là Nisapha. Thì một cách lý giải khác là Usapha là một bò chúa, con bò chúa nó là chủ nhân của những cánh đồng cỏ ở trong một cái làng. Ở trong làng có 30 cánh đồng cỏ thì nó là cái người chủ quản của những cánh đồng cỏ đó. Tức là nó đi tới những cánh đồng cỏ, nó ăn là những con bò khác phải né ra, lùi ra để nhường cho nó. Đó là chủ nhân của những cánh đồng ở một khu làng. Còn Wasapha là con bò chúa, là chủ nhân của những cánh đồng ở trong hai ngôi làng. Còn Nisapha cũng là bò chúa, nhưng mà nó là bò chúa tất cả những cánh đồng cỏ, không có một cái sự trở ngại nào cho chúng về cái đồng cỏ cả. Tức là cái bò Nisapha là nó chủ tất cả cái đồng cỏ, nó muốn tới cái đồng cỏ nào nó ăn thì nó những con bò cá phải lui ra, né ra, nó nhường cho nó những cái cọng cỏ ngon, những cọng cỏ tốt đẹp như vậy. Thì có 3 loại cái bò như vậy. Thì cái chữ go bô quá, cái câu kệ là go bô quá ga vô gá nó văn bá đây săn, như kẻ giữ bò, giữ cái đàn bò cho người khác.
tức là như kẻ cái chăn bò cho người khác như vậy các bạn. Thì cái người mà chăn bò cho người khác, người giữ bò thường vào buổi sáng á, khi đến nhà chủ nhân nhận nhận được là bao nhiêu đây là con bò, rồi họ chăn bò chiều họ về họ giao bò cho chủ nhân đủ số, rồi nhận ít tiền công. Y không bao giờ hưởng được những năm thứ ở sữa từ cái con bò đó. Rồi cái chữ năm cái bản cái giải này nói những cái từ như là sữa tươi, rồi sữa đặc, rồi xanh tô, cục tô, rồi đề hồ. Rồi chúng tôi cũng tìm cũng không ra, và chúng tôi nhờ một người đã tìm ra, chúng tôi thấy được những cái danh mục của những cái năm cái món mà từ cái sữa bò tươi ra, tức là năm món ngũ vị đó. Thì năm món bài kinh này, danh sách này được tìm thấy ở trong Trường Bộ Kinh, bài kinh là Bất Há Ba Đát, bài kinh số 9, đoạn số 52. Thì năm cái loại sữa ta làm từ cái sữa bò ra đó, thứ gồm có là thứ nhất là sữa, chữ Bali gọi là kira là sữa, thứ hai là sữa tươi đó, thứ hai là sữa đặc, đá thí là sữa đặc, thứ ba là bơ tươi, bơ tươi là nó quá gu tá, rồi thứ tư là cái bơ lỏng là sắc tí, và thứ năm là cái kem sữa hay là phô mai đó, nên chỉ qua đây gọi là sắc phí măng đá. Thì đây là cái năm loại sữa. Mà cái người mà chăn bò cho người thì không bao giờ nhận được cái năm cái loại sữa này, chỉ cái người chăn bò cho của mình thì mới có thể nhận được cái năm cái loại sữa này thôi. Bởi vì sao này? Vì chăn bò nó về đem đi buổi chiều về giao bò cho chủ rồi, cho nên mình đã nhận lấy một ít tiền công rồi thì không có nhận được những cái quả đó lại. Trái lại cái người chủ bò tức là Gô Ba thì hưởng được năm cái loại sữa đó. Cũng vậy, người mà thuyết giảng nhiều kinh điển mà không có thực hành pháp á, người đó được ví như kẻ chăn bò người khác, trái lại không chịu cái chăn bò của mình. Người mà chăn bò của mình ví như người hành pháp đó, người đó nhận được hưởng được cái năm món sữa, tức là sữa tươi, rồi sữa đặc, rồi bơ tươi, rồi bơ lỏng, rồi phô mai hay là kem sữa chẳng hạn vậy. Đề hồ là một cái loại cao cấp chẳng hạn vậy, nên tức là phô mai là một loại cao cấp từ sữa chẳng hạn. Thì người đó nhận được cái năm cái loại đó như vậy. Nhưng cái đó là một cái ý nghĩa thôi. Mọi cái người mà hành pháp thì nhận được sự giải thoát. Ví như người hưởng được cái năm món ngũ vị đó, ví như người đó nhận được cái năm loại giải thoát. Cái người hành pháp thì nhận được năm loại giải thoát. Cũng giống như người mà tự chăm bò của mình thì hưởng được cái năm món ngũ vị, thì cái người mà hành pháp sẽ nhận được năm cái sự giải thoát. Nên sự giải thoát đó là gì? Thứ nhất á, là nhận được cái tạm thời giải thoát, tức là tát tâm gá vi mút ta vi mút tí, tát tâm gá vi mút tí là cái thiền minh sát. Cái thiền minh sát là khi một cái tâm thiện sanh lên thì nó đẩy lùi một cái tâm bất thiện. Và khi mà mình có niệm, mình ghi nhận được một cái danh sắc nào đó thì đó là tâm thiện nó sanh khởi lên. Và khi một tâm thiện sanh khởi lên thì nó đẩy lùi cái tâm bất thiện này. Được gọi cái trường hợp này, thuật ngữ được gọi là tát tâm gá. Tán năng gá viết một tí tức là tạm thời giải thoát, tức là tại sao cái tâm thiện này, nếu mà cái tâm bất thiện sinh lên thì cái tâm thiện này nó sẽ mất, thì cái sự phiền não nó sinh lên nữa, nó chỉ tạm thời thôi. Nên đó là cái hưởng được cái tạm thời giải thoát được. Khi nào còn niệm, khi nào còn hành pháp thì còn có cái tạm thời giải thoát này, còn nếu như mà không còn thì là người mà bất thiện nó cũng sinh lên nữa rồi. Đây thì là cái giải thoát thứ nhất. Cái giải thoát thứ hai là áp chế giải thoát, chữ Bali gọi là quyết khâm phá ná quyết mất tí, tức là do năng lực của thiền chỉ định, do năng lực thiền chỉ định là áp chế được cái năm pháp dục cái mà chúng ta học rồi đó, tức là áp chế được tham dục cái,
áp chế được sân hận cái, áp chế được cái hôn trầm cái, áp chế được cái tạo hối cái, và áp chế được cái hoài nghi cái. Thì do mình áp chế vậy, nhưng cái đá mà đè cỏ thì cỏ không thể mọc lên, nhưng mà lúc nào đó cái đá nó lăn ra thì cỏ lại mọc lên nữa. Cũng vậy, do một lúc nào mà thì cái mình bị đứt đi hoặc là bị hoại đi thì cái phiền não cũng phát sinh lên ra lại nữa. Đây là cái giải thoát thứ hai. Cái giải thoát thứ ba là đoạn từ giải thoát, và chữ Pali là samut dê đá với bút tí. Thì cái sự giải thoát này là cái giải thoát do cái thánh đạo, là cái sự giải thoát này là luôn luôn là được như vậy. Mà cho dù vậy đó còn phải sanh tử luân hồi, nhưng mà khi đã là giải thoát rồi thì nó sẽ không còn sanh sinh khởi lên, sinh khởi lên được nữa. Thì mà chúng ta có thấy rằng cái điều này được gọi là sống bút chì đá tiến bút tí, tức là giải thoát cho cái thánh đạo. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là phát tí cái này là chúng ta sẽ có một cái loại giải thoát thứ ba nữa, thứ tư nữa là bát tí phát sa thí, tức là cái sự thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnh giải thoát này là do cái năng lực của thánh quả siêu thế, tức là sau khi tâm đạo sinh khởi lên rồi, nó diệt trừ phiền não rồi thì tâm quả siêu thế sinh theo. Và cái chữ Pali được gọi là bát tí bát sa thí. Bát sa thí là thanh tịnh đó, thì là thanh tịnh bát tí bát sa thí quý mất tí là do năng lực của thánh quả siêu thế, tức là thanh tịnh giải thoát. Và cái cuối cùng nữa là tịch tịnh giải thoát, tức là nissarana quý mất tí là chỉ cho vị thánh a la hán đạo viên tịch hay là vô dương niết bàn. Thì chữ nissarana đó bằng chữ ní là công, sarana là nơi nương tựa hay sự nương tựa, tức là nissarana là không còn cái chỗ nào để nương tựa, là chỉ cho sự chấm dứt của sự tái sanh. Như vậy là chúng ta mới thấy rằng cái người mà thực hành pháp có nhận được cái năm cái loại giải thoát này, mà cái người mà không có thực hành pháp thì sẽ không có nhận được cái năm loại giải thoát này như vậy. Thì cái câu chuyện ngon tiếp của Đức Phật ngày dạy á là cái người mà mình nhận như vậy đó, gọi là nào ná phá ra qua là không được phần, sa manh nhát xá là chỉ sa manh nhá là sa môn, ná phá ra qua sa manh nhát xá phô tí là không có được phần sa môn hạnh. Thì chữ sa manh nhá ở đây là chỉ cho quả bốn quả của sa môn, tức là cái người nào mà được gọi là sa môn á, chính thức là sa môn, cho dù là cái người đó là người cư sĩ, cái người đó là người cư sĩ không phải là bậc xuất gia, nhưng cũng vẫn được gọi là sa môn với điều kiện như thế nào, thậm chí là với điều kiện người đó đạt được những cái thánh quả sau đây. Thứ nhất là cái chỉ cho sa môn á, thứ nhất là cái vụ lưu quả là nhất lai quả và bất lai quả là a la hán quả. Thì cái chữ sa môn này muốn chỉ cho bốn bậc sa môn, thì những người mà chứng đắc được dự lưu quả, thì người chứng đắc được nhất lai quả, hay người chứng đắc được bất lai quả hay a la hán quả. Thì cái người thì mặc dù là cư sĩ mà chứng đắc được dự lưu quả hay là nhất lai quả hay là bất lai quả thì vị đó cũng được gọi là sa môn. Còn những vị mặc dù là cạo đầu xuất gia như vậy nhưng mà chưa chứng đắc được cái một cái thánh quả đó thì chỉ được là chưa được gọi là dự phần sa môn hạnh, tức là chưa phải là cái vị sa môn thật sự của giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chẳng hạn như vậy thì chúng ta thấy là hai câu kệ ngôn đầu á, Đức Thế Tôn chỉ ra cái sự ác giới, tức là pháp mà không đưa đến sự tiến hóa do chúng có cái phóng vật bá mắt tá,
làm duyên, tức là Đức Thế Tôn chỉ ra rằng 12 cái tâm bất thiện đó, cái người mà có cái bá bát tá, tức là có cái hiện phóng vật, là thì Đức Tôn lại chỉ ra thì người đó có 12 cái tâm bất thiện. Thì hai câu sau Đức Phật chỉ ra cái đạo lộ thực hành để thành tựu bốn quả sa môn. Bốn quả sa môn đó là gì? Thứ nhất là cái sa môn bất động, chữ Pali gọi là Samana Macchara, sa môn bất động. Biết là bởi vì sa môn này không có còn phải rúng động về những cái điều nghi hoặc gì nữa hết, tức là đặt niềm tin cách trọn vẹn vào ân đức của Tam Bảo, không bao giờ có một sự nghi ngờ về cái Tam Bảo nữa, cho nên gọi là sa môn bất động. Tiếp theo nữa, vậy sa môn thứ hai, cái sa môn bất động này muốn chỉ cho bậc dự lưu quả đó, tức là cái gì mà thành tựu được thánh đạo dự lưu sẽ trở thành là một về bậc gọi là sa môn bất động, nên có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, không có niềm tin theo một cái chủ thuyết nào khác nữa hết. Dù cái ông đó là cái gì chăng nữa mà nói không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật là người đó sẽ không tin. Bởi vì ông đã nếm được cái hương vị giải thoát này rồi thì gọi là họ sa môn bất động. Thứ hai là sa môn say sắng, tức là Samana Buddha Thika, tức là cái vị này chỉ cho vị thánh nhất lai, tức là làm giảm thiểu rất nhiều về cái tham dục và cái sân hận. Tức là vô tâm tâm có nhiều khi khó chịu, bất bình, nhiều khi có những sự ham muốn, ước muốn, nhưng thân và ngữ không bao giờ có cái hành động vi phạm cả. Tất nhiên là giận thì cũng có giận đó, nhưng mà không bao giờ dùng tiếng chửi rủa hay dùng tiếng đánh đập hay là dùng cái tiếng mắng nhiếc gì hết. Tuy rằng có thích thú món này món kia nhưng mà thân không bao giờ chạm tới, cho nên rất là đặc biệt, cho nên được gọi là sa môn siêng tánh, tức là cái thân và cái ngữ nó rất là trong sạch, cho nên được gọi là sa môn siêng tánh. Và vị thứ ba, cái một vị sa môn thứ ba nữa, tức là sa môn sa phòng, tức là chữ Pali là Samana Bánu Má là cái sa phòng, Samana là cái sa môn. Sa môn văn hồng này là dứt được cái tham dục và cái sân hận rồi, tức là rất là tốt đẹp như vậy. Người muốn chỉ cho bậc thánh bất lai, tức là Anaham. Rồi vậy sa môn cuối cùng, tức là sa môn tinh luyện, chữ Pali gọi là Samana Sukhu Mala. Thì cái vậy này muốn chỉ cho bậc thánh A La Hán, tức là tinh luyện. Thì cái điều này thì quý vị sẽ có tìm trong cái Tăng Chi Kinh chương 4 pháp các hạng sa môn, ký hiệu là A288. Cho nên với những cái người tuy nói nhiều kinh, học nhiều kinh, biết nhiều kinh, rồi thuyết giảng nhiều bài pháp, nhưng mà không có thực hành giới định tuệ hay là thiền minh sát, nên không nhận được cái bốn quả vị ra. Đây là cái câu kệ thứ 19. Chúng tiếp theo chúng ta có cái câu kệ thứ 20, tức là Ấp Bá là chút ít nhỏ thôi. Ấp Văn Bí Chê Săn Hí Tăng Pha Sám Mano, nếu là cái người mà chỉ nói ít kinh điển thôi, là những người chỉ nói về cái giới định tuệ lên một cách ngắn gọn, hay là nói về cách thực hành pháp một cách ngắn gọn ngắn tắt, biết là người đó chỉ nói về những cái điều có liên hệ, tức là nói về năm uẩn, nói về 12 xứ, nói về 18 giới, hoặc là nói về tứ đế, nói một cách ngắn gọn thôi, tức là người nói ít về kinh điển. Nếu là người chỉ nói ít kinh điển là chỉ cho người nói về giới định tuệ một cách ngắn gọn, hay là nói về cách thực hành pháp một cách vắn tắt. Thamassa Hô Tí Anu Thamachari là cái Thamassa Hô Tí, cái người mà thực hành pháp, là Anu Thamachari là cái người tùy hành pháp, Anu đi theo, còn Thamachari là hành pháp, cái gọi là người dịch là tùy hành pháp, là khi mà thực hành một pháp rồi đó, khi mình thực hành một pháp rồi, cái người này sẽ biết rõ à, rồi khi cái mình kiểm tra lại mình thấy à, tính tấn niệm định tuệ mình cả năm quyền này, hoặc là hỷ quyền hay là khổ quyền hay là ưu quyền hay là lạc quyền,
hay là xả quyền, một cái quyền nào mà nó còn nó đang vượt trội lên, hoặc là một quyền nào nó còn yếu ớt, thì bé tìm cách giảm bớt cái quyền đang tăng lên và đồng thời nâng đỡ cái quyền còn yếu sức lực. Thì cái trường hợp này chỉ mỗi người một người đi một người biết mình thôi. Mình sẽ tự biết được là tính tấn hiện định tuệ quyền của mình, năm quyền này cái quyền nào đang tăng trưởng lên, nhưng mà quyền nào còn yếu thì mình nâng cái quyền đó lên. Ví dụ trí mình đang mạnh quá, mà cái thì kiểu trí mà mạnh quá thì cái tính mình nó sẽ bị lui sụp, cho nên mình giảm bớt cái trí sớm rồi đưa cái tính nó lên cho nó được cân bằng. Mà tại sao vậy? Cái người mà có tính nhiều quá, cái gì cũng có, nếu mình xin lỗi, cái người mà có trí nhiều quá đó, cái gì cũng suy ngẫm, cái này cũng tìm hiểu á, như vậy đó, họ đôi khi nó dẫn tới sự nghi ngờ. Nghi ngờ sao Đức Thế Tôn lúc thuyết như vậy, lúc nó thuyết như kia, rồi mỗi cái đó mình không hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn. Cái đôi khi cái bài kinh này Đức Phật này thuyết như vậy, cái bài kinh nghe ra khác là Đức Phật này thuyết như kiểu khác hay như vậy. Tại sao vậy? Mình không hiểu được ý Đức Thế Tôn, mình đang nghi ngờ. Cũng là thí dụ như trong bài kinh Pari Mahapari Nipana đó, tức là con trường bộ kinh đó, cái bài kinh mà chúng ta thường dịch đó, ngài là thượng Minh Châu dịch là kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì Đức Phật ngài bảo rằng, thường chúng ta thấy Đức Phật ngài bảo rằng là này các thầy cô, khi mà thấy chỉ biết là mắt thấy sắc mà thôi, và không nắm giữ tiếng chung, không giữ tiếng riêng để mà ngăn cản tham ưu nó, rồi không cho nó sanh lên. Thường thì Đức Phật ngài dạy như vậy. Nhưng mà khi mà cũng trong bài kinh này, khi mà 500 vương tử rồi Tích Châu Uy đi tới một nhóm thì trang trí toàn cái mặc y phục xanh, cởi ngựa xanh, những cái vật châu báu xanh, rồi nước da xanh vân vân. Một nhóm thì lại là sắc vàng, cởi ngựa vàng, mặc y phục vàng, cái cờ xí cũng bằng vàng, và trang điểm những cái vật trang sức cũng bằng vàng, và một số lại là màu đỏ, y phục đỏ, con ngựa cũng đỏ, da cũng màu hồng, rồi trang cái những vật trang sức cũng màu hồng, rồi cái một cái nhóm khác là màu trắng, nghĩa là đi ngựa trắng, vật trang sức cũng màu trắng, y phục trắng, cây cờ trắng, dây cương trắng, go roi thúc ngựa cũng màu trắng, vân vân. Và Đức Phật ngài dạy này các thầy cô, nếu các ngươi muốn thấy những chư thiên ở cõi Ta Bá Tịnh Xá như thế nào thì hãy nhìn những cái vương tử Tích Châu Uy này. Mình thấy là hai cái cách giải, hai cách giảng của Đức Thế Tôn lúc trước á, thì ngài bảo rằng đừng có chăm chú vào sắc, đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng để mà tránh cho tham ưu không sinh khởi. Rồi bây giờ lại gặp cái năm trăm vị vương tử Tích Châu Uy này đi tới, là Đức Phật ngài bảo là hãy nhìn để xem rồi biết cái ở chư thiên ở cõi Ta Bá Tịnh Xá như thế nào. Nhà như vậy nó năm ra mình suy nghĩ nhiều, mình hoài nghi tại mình không hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn đó. Thì bản sẽ giải thích rằng là gì, trong cái số 500 vị tỳ khưu mà thì họ mà đi chung với Đức Thế Tôn á, đi hầu Đức Thế Tôn á, thì có một số phối thất tinh tấn, cho nên ngài bảo nhìn vô đây, nhìn vô đây là thấy được những cái vẻ xinh đẹp như vậy đó, cái vị đó ước ao mong muốn được như vậy nha, rồi nỗ lực tinh tấn để thực hành phạm hạnh. Thì khi mà thực hành phạm hạnh á, cũng giống như mà dùng một cái củ cà rốt để giữ con ngựa đi vậy, như thế nào cũng vậy, để cho những vị vương tự, những vị tỳ khưu mà đang phối thất tinh tấn đó, nhìn thấy là ước muốn mình sáng sống sáng ráng làm sao sống cái đời sống phạm hạnh này nó tốt đẹp vậy, để có thể là cộng trú được những cái chữ thiên cõi Ta Bá Tịnh Xá. Cho nên là hăng hái nỗ lực lên, nhưng mà hăng hái nỗ lực một thời gian thì sẽ từ cái duyên này nó dẫn tới chứng đắc được đạo quả, chẳng hạn như vậy, thấy được tướng của vô thường của mình đại khái như vậy. Chúng ta do cái rồi thấy như vậy, cái trí nó sanh lên nhiều quá, mình tâm ra nó nghi ngờ, cho nên hạ cái trí xuống, đưa cái tích cái đức linh lên,
Đức Phật này dạy như vậy, là như vậy, thì có một lý do đó, rồi mặc mình phải tìm hiểu được cái lý do đó như thế nào, và chẳng hạn thì là nó sẽ không có cái sự hoài nghi trong đó như vậy. Cho nên cái người là hành pháp nhé, khi mà nhìn thấy cái quyền nào mình đang tăng trưởng mà cái quyền kia còn yếu đuối thì là nâng cái quyền yếu đuối lên và giảm bớt cái quyền đang cao vọng lên bằng cách nào đó, thì mình làm theo cái suy tư của mình ở trong đó để mình giảm bớt xuống để cho cái năng quyền đồng đẳng. Và khi mà năng quyền đồng đẳng thì là tiến lên là như vậy. Thì cái đó là cái ý nghĩa của chữ Anuthammasari chari, xin lỗi, Anuthammasari tức là tùy hành pháp, hành pháp như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái từ mình Anuthammasari rất là đặc biệt như vậy. Rồi tiếp theo nữa là ra ganh chá, ra gá là tham ái, ra ganh chá tức là và cái tham ái, đô sanh chá, từ chữ đô xá là sân hận, đô sanh chá nghĩa là tham ái và sân hận, phá hà giá là cắt bỏ, cắt bỏ, mô hăng là si mê. Thì chữ phá hà giá nó là cái thể tuyệt đối của cái động từ phá cha hát tí. Phá cha hát tí có nghĩa là từ bỏ, dứt bỏ, đã bỏ đi. Thì cái câu chuyện ngon này là ra ganh chá, đô sân chá, ba hà giá, mô hăng, thứ nha, đã bỏ tham ái sân và si, thì đã bỏ tham ái sân và si. Cái chuyện ngon này Đức Phật này chỉ ra bát chánh đạo, thì chỉ có bát chánh đạo mới bỏ được tham ái sân và si mà thôi, tức là bằng cách là sa mút chê đá với mút tí là đoạn trừ giải thoát hay quá. Chứ còn những cái pháp khác nó chỉ là áp chế là thôi, một lúc nào đó tham cũng lại sinh khởi lên, bởi vì nó nằm trong vùng tùy miên, ngoài vùng tùy miên chỉ có tuệ mới giúp bỏ được nó thôi. Giờ tham ái và sân si thì cái con này Đức Phật này chỉ cho bát chánh đạo. Rồi tiếp theo nữa là sâm mắt bát chanh đô, rồi xuống quý mút bát chức đô, nghĩa là tỉnh giác tâm giải thoát. Thì cái chữ là sâm mắt bát chanh đô bằng là samma tức là chính xác đúng đắn, cộng với bacchana là sự hiểu biết, là sự minh mẫn. Vậy là samma bacchano là hiểu biết cách đúng đắn, là hiểu biết cách đúng đắn là hiểu biết như thế nào, tức là chỉ cho sự thấu triệt tam tướng, hiểu biết những cái danh pháp này hay là sắc pháp này nó đều là có cái tam tướng hết, tức là vô thường, khổ hay vô ngã vậy. Sú quý mít đi chức tô là tâm khéo giải thoát, là chỉ cho sự chứng đắc là thánh quả a la hán. Như vậy chúng ta mới thấy rất là đặc biệt như vậy. Rồi tiếp theo câu kệ là anu ba tí gia nô ý á qua hú răng, là không nắm giữ đời này hay đời sau. Vậy thì chữ anu ba tí gia nô bằng ná là không, cộng cho u ba tí gia tí, là chữ u ba tí gia tí có nghĩa là bám níu lấy, bám níu lấy. Thì ý thá là cái đời này hay là ở đây, và qua là chữ chữ qua là ý nghĩa là chữ hay, cú răng là cái đời sau, hoặc là cái ý thá là đời này chỉ cho cái nội tâm là ác chấp tá, còn cú răng là chỉ cái cảnh giới khác, đó là đời sau như thế như vậy. Thì là chữ cú răng đó, là chỉ cho cảnh giới bên ngoài, tức là bán hi ra như thế vậy, không bám víu đời này hay đời sau, mà chỉ cho không có mong cầu có được năm quẩn, 12 xứ hay là 18 giới, không có bám víu anu ba bí gia nô, là chỉ cho không có, không còn bám víu vào bốn cái thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ, là dứt bỏ bốn cái sự thủ đó đi, mà hãy thủ có thì thủ không có thì là hữu không có, mà hữu không có thì sanh không có, mà sanh không có thì là lão tử không có, mà lão tử không có thì là sầu khổ khóc ưu à não cũng không có,
thì toàn bộ khổ quẩn này sẽ chấm dứt nè. Khi nè bị chấm không bằng quá bám víu vào là tứ thủ, thì thủ bị cho chấm dứt đi, nhờ đó gì đó kiến tác được mọi ô nhiễm là khi na số quá. Dạ, cái vị đó sẽ nổi bật lên giống như một cái ngôi nhà có cái nóc nhọn nổi bật lên trên cao vậy đó. Mà chữ Pali gọi là Ratana Kuta hàng hoàng. Thì Sapha Gawa Samanh Nhá là có phần sa môn hạnh, tức là chỉ cho cái vị này khi mà tu tập như vậy thì sẽ theo đúng phương pháp, hành đúng cách như vậy thì sẽ chứng đắc được một trong bốn quả là có phần sa môn hạnh, và cái quả tuyệt cao là sa môn tinh luyện, tức là a la hán quả. Đó là Phật ngài dạy rằng dù có thuyết pháp trở nào thì cũng phải biết rõ là mình phải thực hành, chứ không có nên chỉ biết nói suông mà không thực hành thì bỏ qua cái điều đó. Đã khi có thực hành thì mới có cái cảm nhận được cái trí tu nó như thế nào, và nhờ trí tu này mới dẫn tới chứng đắc được cái đạo quả vậy nha. Thì đó là cái bài học hôm nay, và chúng ta thấy rằng cũng đã tới giờ. Đúng ra thì chúng ta định nói thêm, nhưng mà nói thêm thì nó hết giờ, nó có nhiều cái nó qua lố ra qua một bài khác nữa. Ở cho nên ở tới đây cũng tạm ngưng cũng dường lễ lẽ phước báo nó sinh lên, xin người cúng dường chư tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ngữ các nơi, nhất là chư thiên ngữ nơi chư đại vương, chư thiên ngữ rõ rời tạo lợi, và chư thiên ở chung quanh đây, mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Rồi nương theo quả phước này, rồi xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn được sự hân hoan an lạc. Rồi thì nương theo quả phước này xin hồi hướng đến thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được sự an vui, được sự tấn hóa. Rồi sau cùng thì nương theo quả phước này xin chia liệu tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Ca Giác. Ya deva pa santi vihara vasini thu pe kare bo thi kare ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu pu chi ta sot thình ca ron te ta quy hà ra man đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha hoàn tu tề cha là bu cha ye bi cha an cha sam pha hoa sẵn se đa cha ta a ta wo ba pa ti ca niu ya ni căng tam ma qua rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc khăn sa ca rồi tu sẵn kha dân tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mát tha ra cha búc ga la sẵn khô hồ tu sa mắc gồ qua át tha ya cha hi ta ya cha am he rắc kha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yu thình sam ba bu này ya ma ma ri ya ba quê đi tê y đằng qua ta mê buồn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.